Đây là thành quả của anh em mình đi bắt một buổi chiều. Đây một nồi cua, đây một nồi ong. Nồi cua bên này nó vào, đây một nồi cua này. Ngoài ra cũng vẫn đang còn một rổ cua đấy nữa. Ốc này chả biết là ốc gì, như kiểu ốc nón ấy nhỉ, giống cái nón quá. Mới có ăn được tấm ruột nó đó. Thử hôm nay thử ăn bữa xem thế nào, nếu mà ngon thì bắt về ăn nhiều lắm. Con này ở ngoài này nấp dưới mấy cái lùm rong. Em phải luộc ốc xong nữa, luộc cua chứ. À, phải luộc hai nồi. Các bạn có biết cái con ốc này ốc gì không? Nếu biết thì comment bên dưới cho mình nhé. Không biết tên con ốc này ốc gì luôn. Khi đã lắp ra rồi mình nhớ thì luộc sau là ăn rồi mình luộc. Thực sự là không biết con ốc này ở gần biển mình không biết ốc này là ốc gì luôn. Ở Việt Nam chưa thấy con này. Là của ốc bia nhé. Ốc thì gọi là ốc xả ớt thôi nhỉ. Đây là một nồi nầm heo hay còn gọi là vú heo. Nhà mình làm ba món: cua, ốc và nầm. Nầm heo. Này 9 anh em, 10 anh em tụ tập nhau. Đây các bạn này, đây là cua cua đá biển này. Cua không? Con bay bay chuột hấp luôn vào đấy à? Vâng. Cua vẫn là còn một đồ đấy kìa. Đưa nhanh nhá. Có cả đây. Một ốc này. Ốc này. Nón này. Ăn cái này nhiều mình hút thật đấy. Đầm lợn. Bác của huynh không nhở? Cho anh em cho xin cái bát cái này đi. Ui tuyệt vời đấy nhở. Ui dồi. Để lui bên đây đi. Đúng là ở biển nó ác nhở. Có khả năng là ăn không hết đấy, đùa đâu. Hết chứ sao hết. Chỉ tâm. Nhẹ. Mình nhiều thật đấy. Đang có một đôi với anh cái bát con. Bát này cái thùng cái to rồi. Thế bát con nhỉ? Mua bát con nữa to đây. Tung nhắn bát con được. Chào. Ui, còn to đấy. Lăn đi, lăn đi, lăn sứ. Chơi kìa, ăn to nó lớn. Nghe bác có phải đến trăm con luôn nhỉ? Hơn trăm con. Tại anh Hoài. Cắn mua người miếng. Đâu đâu, nhìn nhìn vào màn hình kìa. Em đi thôi đồng liên hoan này. Không có kiên thì chỉ uống non bia. Em Gia Long à. Mời các anh nhá. Các bạn nhá, mời tất cả mọi người nào. Các mình người. Mời tất cả 500 anh em. Cho anh em khỏe nhá. Anh em nhá. Hôm nay ăn uống tạm này thôi, buổi sau thì anh em ăn. Cái gì? Hải sản thế này mà tạm à? Vừa sau sinh nhật thì anh đang xem bắt con gì trên rừng nữa đi. Bạn kia bắt like gì đi. Mỗi người con. À, đây mỗi người miếng. Vâng, em chỉ đang miếng rồi. Anh lấy chưa có bát. Lần sau à? Đi bắt cá chép anh nhỉ. Bốc luôn đi. Anh ơi, hết bát à? Ừ thì anh bắt to. Hết. Anh bắt to thôi. Đúng rồi. Lấy bát đi em. Đây bắt lại em. Cá chép 10 cân rồi, 10 cân à? Khổ lắm. Nào, anh ơi, chị gắp cái này gắp nó đi. Đúng rồi. Chép bên này hấp nhỉ. Chép hấp. Cái bằng dừa rồi. Em miếng to lên rồi. Bú hết đi không mọi người liếc anh em. Được rồi. Này bắt được con mạch tường mình nhé. Thật là được đi rồi à. Anh em xem ăn con này ăn như nào. Ôi ôi con này nó cứng quá đấy, chặt tâm rồi. Đây ốc này. Có ốc là con nhàng quá. Nầm này. Hôm nay anh em ăn thoải mái đi. Đang có một nồi cua nữa. Lấy lấy nhiều nhiều à, cái tắm nó vài bị máu hứ lắm. Cái đấy cũng cái sắc, cũng có xì ra nó thôi, con mùi à. Đấy, thoải mái hơn tâm. Hai con, ăn được hai con. Tâm như quá. Này cho mình con bỏ cho con ăn đây. Bỏ con ăn. Mình đi ngon. Này có ngon không? Của ông ăn này. Đấy. Ông ăn được không? Được. Cái này ăn được. Cái này ăn được không anh con ơi? Ăn được. Ăn được hết. Cái nào nhai được là ăn được. Chân đấy nó rất là nhiều thịt luôn đấy. Cái chân cua này.
như một con để giữ đây. Cua này nó nhiều thịt hơn cả mới ghẹ đấy. Nhiều thịt mà. Nhiều canxi lắm. Cua nhiều canxi lắm. Anh lấy cái này nó vào lấy cục đá. Mấy lon bia, Em cứ chọn con to. Bóng ở cái đùi chân này nó cái ngon này. Đây bạn này, ốc này nó nhưng mà nó chui vào cái khe này không biết là lôi ra khiêu chứ có kén này, mình khiêu thì phát một. Còn mày có là tụt sâu ấy. Tụt nó hơi sâu ấy. Đấy là bò cả cái trăm rồi. Cái này phải dùng cái gì mà néo vào tận trong này này. Chả bé có cái móc cú á. Tâm này nó không vào được. Tâm hỏng rồi. Cái này còn không nghe đúng không? Có ai biết cách ăn không ta? Đây, thiêu phát một đi. Có con thì không thiêu mà. Cuốn lọc luộc thì của ai sáo nó mới bẻ tím nữa nè. Không biết không nghe đổi này. Anh bảo là anh bóc hết một đống để vào một cái bát thì lấy cái xúc, thiếu xúc nhanh. Chứ tao đừng ăn. Nhưng mà em kiểu... Thế em nghe anh. Mày bỏ không mà người ta ăn phát được này hết rồi. Em bóc đến đâu em ăn đấy luôn. Ừ, con đầu mình bóc rất là dễ mà sao con từ này nó chui vào sâu thế nhỉ? Con nào khó bỏ qua. Khó bỏ qua. Nè, cái điều kiện này. Ốc ở biển đây. Tâm này kêu rất đơn giản nữa này. Tâm này nó cùn. Ừ, cùn dài thịt hết nhỉ? Ốc cùn dài thịt mà vì khi bắt lên anh nhìn thấy cái đầu của nó là thấy mẹ toàn thịt thôi. Rồi mày chạy. Đây qua con. Đây ốc các bạn này. Mấy anh em ăn rồi, có 4 anh em rồi. Nay ăn chưa? Ai chưa ăn ăn mạnh ăn. Ăn cho nó bét này nhà nhá. Rồi đó. Mời các bạn nha. Khó quá. Con lên gẹo cho con nhá. Cọc. Lần đầu tiên là ăn ốc của ăn cua em. Nó chiên ăn cua kiểu này. Lần đầu tiên được ăn cua nhiều thế này đúng không? Quay với được ăn cua nhiều thôi chứ bảo giờ mình ăn cua thì nghe không phải. Lần đầu tiên đi câu cua. Bây giờ ốc đồng xong này. Lần đầu tiên đi ra thì ra gỡ cua ấy. Không câu đâu. Em nhà trước cả giờ đi câu. Bếp này các bạn đi câu cua, đi vò cua ấy. Chụp là mới hãy nhỉ. Cái này bóc là người nào bóc được nhỉ? Hả? Cảm ơn là... Không, đấy bỏ đi em. Ăn bỏ. Cái đùi đoạn là có thịt này thôi. Còn... Cái càng cố mới ra bỏ đi. Cái càng có thịt mà. Cái càng có thịt càng chắc đi. Lắm á. Cái này là cái bóc rồi, cái kìm bóc em. Ây, không bóc được đâu. Đi làm rồi đấy. Làm mấy con ốc tôi thấy... Cô có bạch tuộc như thế này. Bắt được đúng không? Con bạch tuộc thì mỗi anh em phía đâu à? Mày ngon nhất nhỉ? Mày ừ. Qua mày nước ghẹ chán này. Không lấy qua à. Bánh thuộc này nó mà tươi để còn sống ấy, về nó ngon, nó giòn. Làm mùi cho cua rồi. Mày cái cam cơ, mày cam ăn bò ra ngoài luôn nhá. Với mì cực sống. Đó, hẹn chút lên em ăn. Cái cam ha. Cả ra ngoài nữa đây. Đây, cua đá. Cua đá thì bò riêng ra, chút ăn. Đói quá thì không phải là cái này. Quý anh ơi. Móc lên. À, anh em uống đấy. Anh em uống đi, rủ rồi. Ôi. Ba lớp bia này, tí nữa. Uống. Hết cả rồi đấy. Cái cam mà ngon không phải là... Quá tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Con kéo, nó đâm được rồi. Em phải ban quay phải bóc cái mai này ra đây. Em để cái này để nguyên. Chí thì cứ tắt. Em bóc cái tờ trước này em cạo hết ở trong em ăn rồi. Không còn cái này em bẻ đôi ra tí một. Bẻ đôi ra cắn thôi. Đây trong này gạch cua nhiều không các bạn? Ăn gạch này sướng. Như cái can này thịt ngó gì đâu. Đập gì là chín nhanh thế em. Chín hơi. Để cho nó chín cho đấy đi. Cua không ăn kiểu đấy được đâu. Lâu với em xào cái chín hơi. Thôi, bây giờ đổi bỏng phát nào. Ủa. Quá sót này. Tiếc nhỉ, không ăn là cái rau kia.
Sao ăn được? Hôm nay tại thì nó lại hái một húng rau ở đây. Cả ngày ăn nhai luôn. Nhập cá là rau húng. Rau ở cửa hàng đồ Thái đấy. Cô tên không xin ít rau húng đang mang. Không biết. Chắc em phải ăn mấy con nữa mới biết cách bằng ăn đấy. Nhìn này nè. Đây là bóng đủ ăn này. Nhai luôn, cái ấy rồi. Chai luôn, nó to. Chỗ này nhai hết được. Nhai hết mà. Cái gỏ luôn, nhai được mà. Ngon mà. Đây, thanh niên lần đầu tiên ăn cua không ăn? Thế ăn cua. Ngon thật. Mà chưa ăn cua nhiều như thế này bao giờ đúng không? Hôm nay được ăn cua cùng lò. Cua ăn đế, cua ăn đế. Đây, ăn bữa cua thoải mái luôn. Ăn nhỏ. Chân của nó rất là mềm nhá. Nó chỉ là nhai cả cái xương của nó cũng được, cả cái vỏ được. Cua nhiều canxi mà. Ăn bó nhiều nhiều canxi. Chân nó nhiều thịt lắm. Thế tí nữa anh em phụ bỏ lại. Cái canxi nó cao. Thế nên nó lợn đúng không? Bây giờ viện 108 bây giờ ăn mổ nối xương được đấy. Nối dài 20 phân được. Chỉ là 5 đến dương đúng không? Nó được đấy đúng không? Vâng. Vẫn đi lại giờ. Bác sĩ còn mới quyền vận động. Rồi một thời gian sau nó mới đi được. Nghĩa là nhảy nhảy mà. Thôi mình đang này lại một tuần gì nữa. Còn nó đi lại nó mới đi mà đi. Đâu đến mức cần thiết để tăng chiều cao lên làm gì. Làm người máu à. Người ta lồn không được. Đúng rồi. Đúng rồi. Là như anh Hưng cao hay như anh Hưng cao lồn. Thịt ngon mà. Bốn gót chân. Mất bao tiền để cao giờ để có lớn ý. Không, không cao đâu. Nghe tiếng này còn lấy thôi. Thịt chân. Đây là em bóc cái chỗ này trước này. Cũng nói là thanh niên đú quá. Nhảy xuống tắm. Thế lúc ấy mình định mình nằm cho cái góc ấy mình ngủ ấy. Nó buồn ngủ dã man luôn. Nghe thấy anh em nó đi kéo về đấy. Thao thức đi bắt cua dậy từ 6 giờ sáng rồi. Ngọc mà ngủ đấy cua nó cặp xuống dưới rồi. Em dậy từ lúc hơn 7 giờ. Dậy xong rồi đi chợ. Anh nghỉ sớm là sớm làm gì. Về là đi đấy. Điên ta đâu là hơn 12 giờ mới đi. Nhưng mà đi đâu có anh. Anh mở ra mặt ná là tại ông đi chơi là anh mở cười cho anh không mua rồi. Em có biết là anh đi từ lúc 8 giờ đến quận kia chưa mở cửa anh lượn đường một lúc. Cảnh anh đi bà. Đến 10 giờ nó mới mở cửa. Không nhưng mà ở trên yêu này nó mở mở sớm mà. Nó mở 8 giờ. Này, em lượn này, em đi ra mấy cả. Đường xem từ đó đến đây. Em có cái cáng hả? Má. À cái chân nhầm nhầm. Chân đi làm thịt lắm. Chân đâu không ăn. Chân nhiều thịt mà. Đấy thì em để chiên cho anh rồi. Nó ăn mua cái miếng này của nó là xong rồi. Ăn đấy ra thì ăn. Thế mày ăn về ai ăn cho mày. À, cho mày. Đây. Không ai. Nó ăn về ai ăn cho nó. Hả? Em ăn cho nó. Ai cũng khốn như nó là quế ra đây. Em ăn cho nó. Nó ăn đồ ai ngon nhất trong nó bỏ một chân rồi. Nhìn nó cua đá này. Chưa. Cái chỗ này là cái đùi này ăn. Biết thôi chứ mà cái chén là mất thời gian á. Ăn thì cứ thế ngon mà. Anh mới gọi các nuôi em đi dậy hả? Nuôi em dậy. Thì còn đứa đuôi em chưa. Có nhớ chìa khóa anh để ở bàn không? Đấy, chứ đi phải không? Cửa chưa anh đi. Nhưng mà anh để chìa khóa ở bàn có nhớ cầm không? Khóa cửa không cần chìa khóa, mình đi về với anh em rồi. Còn phần đệ kia rồi. Phần đệ kia rồi. Một đội nguyên như thế này. Nên mà mày quay lại về phát em làm thế rồi. Ngủ đến tận 10 giờ thì anh em ăn hết thôi. Còn đâu nào dậy tầm này được rồi. Mai bây giờ dậy tầm giờ đấy. Thôi còn mấy con thì ăn tạm đi. Thế rồi anh ngồi. Mày biết thân gọi này. Mày biết đây, mày biết đây. Các bác gọi cho mày về bao nhiêu lần rồi. Đây, chết anh bắt hết cả máy nè. Rồi, anh em lên cái nhá. Rồi, mừng em ơi. Tôi mừng em nó là sang mừng em lại. Mừng em trở lại. Trở lại với thằng này cái đôi đi. Ăn đấy. Thằng anh có uống hay thằng anh có? Tưởng là còn dỗi đi. Không người này dỗi không dỗi cháu vào đâu biết. Nhà chị mới dỗi đúng không? Dỗi thì nhị đúng không? Dừng video đây các bạn nhé. Mấy anh em bây giờ gần xong rồi, ăn sắp xong rồi. Rồi. Anh em còn hai đứa anh em vừa ăn hết. Rồi. Các bạn xem video thì like và đăng ký kênh của mình nhé.
buổi sáng đi bắt thêm bóc thôi. Rồi, cảm ơn các bạn. Ngon kinh khủng lắm. Đây ông này ăn đi, bên đây con này.